bắn đi để cho nó rơi xuống đi. Wow. Ai mua bim bim không? Bim bim siêu to khổng lồ đây. What? Ui, bạn có ăn nữa không? Mình lấy cho bạn miếng màu xanh nhá. Chứ đợi bạn ốc lâu lắm, chúng mình ăn hết đi. Này. Ai bim bim không? Bim 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 bim. Ui, bạn đang bắt mẹ của mình đấy. Ui, mình đi bán bim bim. Ra đây đi bán bim bim. Thấy bim bim mình nhiều bim bim không? Ui, ngon thế nhở? Toàn là ngon. Nhìn như cần bim bim cua đấy. Bim bim này nè. Một cái bim bim cua đấy. Con cua này mình nó thích lắm bạn ạ. Cho nó tan luôn. Tan luôn đấy. Ui, lần trước có con gì nhưng con sâu kìa. Ui, con sâu sao ấy? Này, cái này bạn trốn đi. Để mình chụp cho nhé. Nhanh lên. Ui, được chưa? Con sâu này to lắm. Ui, đây này. Sao người nó dại lạ chưa, dài chưa? Ui này. Ui, con này con này. Ui, nó có hai cái mắt cái mồm kìa. Ui, bạn ốc ơi, con này cái miệng nó nhìn lạ lắm bạn ạ. Ừ. Ui, nó đang làm gì kìa? Ui, nó nhả ra cái gì kìa? Ui, nó nhả ra cái gì đây? Ui, cái gì trông lạ thế này, nó nhả ra nhiều này. Ui, sao người nó bé mà nó lại nhả ra cái gì dài như này nhờ? Cái này là cái gì mà nhiều cái cốc cốc mà có số 1 2 3 4 này bạn ơi. Đây còn có 5, những 6. Cái vòng này, vòng màu sắc. Ui, này. Cái này của nó đâu? Thế thì nó. Ui, chạy ra đấy. Mình đây nhìn này. Giống lắm. Nó đây này. Khả năng nó làm ở trong đây đấy bạn ạ. Ừ. Chúng mình bóc qua xem là cái gì nhá. À, đây là mình xếp những cái từ bé, từ to đến bé đấy bạn ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bạn ạ. Ui, cái con này nó ở trên đây đấy. Đây này gọi là trò chơi ném vòng lava đấy bạn ạ. Nào, nào chúng mình chơi thử quăng xem. Đấy bạn, thử ném trước đi. Đây, mình thích màu đỏ, mình sẽ ném cái màu đỏ nhé bạn nhá. Đây, nào, cố lên, cố lên. Wow, được rồi kìa. Rồi chưa? Vỗ tay, vỗ tay. Ừ, để mình ra mình ném thử nhá. Vỗ tay. Cho mình màu hồng. Bạn thích màu hồng đúng không? Ừ. Đây. Ui, chơi cái trò này vui thế nhá. Bạn đâu ơi, bạn ném đi nhanh lên. Sao bạn đứng xa thế? Ừ, để mình ném nhá. Này vòng của mình đây này, không phải mình ném cái đấy đâu. Cái này ở đâu ý? Cái vòng gì đây? Ai ném vào cổ mình đâu thế? Ui, cái vòng khổng lồ à? Kinh thế. Cái vòng của con gì không biết nó ném ra đây nhờ. Đây để mình đi mình xem con gì nó ném cái vòng được vào bạn nhá. Đi chúng mình đi tìm xem đấy là con gì mà có cái vòng to như này nhờ. Ui, kem ơi đây này, có một con khủng long nó thích chơi lốp xe này. Thế chứ tưởng con này vừa nãy nó nhắm vào đầu bạn đấy. Bây giờ mình sẽ lấy lốp xe đó mình làm xích đu nhá. Ừ đi đi. Ui, bạn buộc cái này liệu chắc chắn không đây? Chắc chắn lắm. Đây này mình làm xong rồi này. Đấy, mình ngồi thử xem nhá. Oh my god. Ôi này, ngồi chơi thích chưa này? Bạn thử đung đưa xem được không? Mình nhá, mình cho cả hai chân lên đường này. Đấy, thích chưa? Các bạn ơi, ngồi xích đu vui lắm. Ui. Đằng ui giời ơi, đằng kia có nhiều thế, nhiều con gì như kiểu con zombie ấy. Ui, nhìn ra quá vật đấy bạn ơi, đi thôi. Ui, con cua của mình sẽ ra chạy ra chỗ này làm gì này? Ừ, nó ra gốc cây làm gì nhỉ? Ui, nó định cắp cái gì ở trên đấy bạn ạ? Ui, đây này, con cua của mình đây này bạn ơi. Ui, nó định trèo cây sao mà? Con này kinh nhờ, định trèo lên cây đấy bạn ạ. Và nó lại bò vào cơ. Đúng rồi. Nó không muốn về đâu, nó định lấy cái gì trên cây đi. Cô ơi, để chúng mình tìm xem đấy là cái gì nhá. Không biết là cây có cái gì lạ thế nhở. Đây này, có ba cái gì này. Ừ nhờ. Mình nhìn như kiểu là những cái mũi tên đấy bạn ạ. Đâu mình xem nào. Ui dài chưa. Đúng rồi. Đây này, cái này là để mình cắm đây này. Đây còn hai cái nữa này. Ui bạn ơi, này nhiều lắm bạn ạ. Ui, chỗ này có cái miệng con gì này. Trông như đầu khủng long ấy. Ui, thế thì ha, con này nó cắn đấy. Nào bây giờ mình thử xem nào. Ui, một cái cung đấy bạn ạ. Đúng không? Đâu để mình lấy nhá. Đúng rồi, một cái cung này. Đúng rồi, cái cung này có khi tiêu diệt được cái con zombie ấy nhờ. Ừ. Đi chúng mình đi tìm con zombie mình tiêu diệt nhá. Đây này, vừa đấy, một đàn zombie nó đi chỗ này đấy bạn ạ. Ui, có một con đang ngủ kìa. Ui, các con kia đi hết rồi, sao con này lại ngủ đây nhờ? Con này chắc nó mệt quá đấy. Chắc là nó thích chiếc đu của mình ấy bạn ạ. Nó nên nó ngủ đấy. Bạn ơi, đang cung ta bắn đi. Nó đang ngủ say lắm. Liệu nó có dậy không? Mình thấy nó ngay gõ rồi kìa. Tao để mình bắn cho. Bạn bắn đi nhanh lên. Nó đang ngủ khỉ. Ui, ui, đây này. Ui, đấy, thấy mình bắn giỏi không? Bắn nó phát vào mồm nó luôn. Nhưng mà bạn nó mồm nó rồi. Hay là lúc đấy nó đang ngay gõ nó há mồm nhờ. Ừ. Ui, bắn chuẩn thế. Bạn nhớ ra sao nào. Nào mình thử nơi xem nào. Ui, chặt lắm bạn ạ. Ui, cái mắt nó đáng sợ chưa này bạn ơi. Con zombie này, zombie mất nồi đấy bạn ơi. Bạn rứt ra. Ây, ây, ui. Thôi. Ui, gãy mấy cái răng luôn này. Gãy răng nữa rồi, chúng mình bắt nó về nhá. Đi. Ui, bạn ốc ơi, mình nhìn thấy một con zombie kìa. Ui, ơi, nó đang này. Nó đang bị một đàn kiến vây kìa bạn ơi. Mình lấy cái này, mình bắn nó nhá. Bùm, đổ rồi bạn ạ. Nào, mình bắt con zombie về. Đây này, còn con nữa đây này. Đâu, ui, cái con đấy cũng bị một đàn kiến vây nhờ. Ừ. Con zombie nó độc ác đây này, con kiến nó định nó tha đi đấy. Đó đèn kiến nào, 1, 2, 3. Ui, được rồi kìa. Nó đẩy xe chưa?
Úi dồi ôi, con khủng long gì mà to khổng lồ thế này, mình cắm cái cơ của nó được. Ui, con này khỏe thế. Ui, con cắm được rồi. Ui, con này, con này. Ui, nó đôi, nó đôi của mình như này. Ui, rồi, nó chạy trong này rồi. Oh no. Đây rồi, mình có cái cung này, mình sẽ tiêu diệt con khủng long này. Ui, mình bắn chưa rồi, không đôi rồi. Ui, con này nó dọa mình, sợ quá, chạy thôi. Ui, hình như là con khủng long nó thay hết các con vật của nhà mình ý bạn ốc ơi. Đây này, nó còn đang ngồi xích đu, nó đu võng cho các con của nó hay sao ấy các bạn ạ. Ui, đúng rồi, bây giờ mình sẽ dùng cái cung để mình bắn con khủng long nhé các bạn nhá. Boom. Ui, các bạn ơi, ui, nó đau kìa, nó đang dậy kìa các bạn kìa. Ui, nó đang dậy đây. Hình như là nó đang, ui, nó đang thu người lại rồi kìa. Các bạn ơi, con khủng long nó vừa dậy nhiều lắm các bạn ơi. Hình như là nó đang bị đau đấy. Mình bắn trúng người nó rồi. Ui, nó đang thu nhỏ lại rồi kìa. Ui, ha, nó bị thu rồi, mình sẽ ra mình chộp lấy đầu nó nhá. Ui, mình bắt được cái đầu nó rồi này. Ui, con khủng long này to lắm các bạn ạ. May có cái cung thần này mình bắn được. Ui, mình trúng chặt cái đầu nó rồi đây này. À, mình bắt được con khủng long này rồi nhá. Ui, mà bắt được con gì mà to này? Đây này, con khủng long to chưa? Nó vừa ăn hết các con vật của nhà mình đấy. Này, cái đuôi nó mình bắn mà nó thu nhỏ lại luôn. Ủa, con này to nhờ? Ừ, nó teo hết rồi đấy, còn bộ xác đây này. Mình thấy chưa, cái đuôi của nó dài không? Dài cả bằng người mình ý. Đây là hai cái chân của nó này. Đấy, đây là tay nè, hai cái tay nó bé lắm. Ui, nhìn thấy bộ răng của nó đáng sợ chưa này bạn ơi. Nào mình đưa con cuốn con với lại vịt với gà về nhá. Nào. Ui bạn ơi, đây này, nó đu đưa cho các con của nó ngủ đấy. Nhiều con khủng long quên chưa. À, bây giờ mình sẽ bắn những cái quả bóng này để cho nó dậy nhá. Ui rồi, bắn phát nó nổ hai quả luôn. Hai quả luôn rồi, một con nó cao rồi kìa bạn ơi. Ừ nhờ. Ui, con nào nó kêu. Bên này còn hai quả nữa này. Ừ, mình bắn nó nhá. Ui, này, nổ luôn. Ui, nhiều con kêu lắm rồi, nó dậy hết rồi bạn ạ. À, mình sẽ bắt hết những con này ra. Này, nhiều chưa? Một đàn con của nó đây này các bạn ơi. Một con, hai con này còn ba đầu cơ bạn ạ. Bây giờ mình sẽ bắt hết về mình nhốt rồi nhá. Công nhận con cua nó tìm cho mình cái cung nó hiệu quả nhờ. Ừ, cung này mạnh thật đấy. Mạnh thật đấy. Bọn zombie nhiều lắm, không biết đi hướng nào ấy. Đi mình tìm nào. Tìm xem còn có zombie nào không. Chắc là nó đi hướng này đấy bạn ạ. Ui, đây này bạn ốc ơi. Sao cái con này bị treo lơ lửng ở trên này thế? Ủa, có hai con mẹ con nữa này. Ui, con này dai lắm, để mình bắn to. Nhìn đây này. Ui, nó ra rồi bạn ơi. Đây này, chúng mình cùng xem trong đây là cái gì đấy. Ui rồi ôi, Kem ơi. Gì đấy bạn ơi? Cái bộ xương nó ăn mất cái mông của con zombie này rồi. Ui, nó định ăn cả bên trong bụng nó đấy. Nên nó treo lên đấy bạn nhờ. Ừ. Ui, nhìn đáng sợ chưa. Đây là khủng long hóa thạch đấy các bạn ơi. Một bộ xương khủng long này. Hình như mình thấy một con zombie nó trèo hẳn lên trên cổng cao của mình này. Ui, cầm hai quả bóng liền được. Ui, nó lấy hai quả bóng nó bay lên đấy sao ấy bạn nè. Đây, để mình bắn cho. Bạn bắn đi để cho nó rơi xuống đi. Wow. Vỡ luôn. Nổ hết hai quả bóng rồi nhưng mà nó chưa chịu xuống, nó vẫn bám chặt ở cạnh cổng kia. Để mình bắn nó xuống nha. Bạn bắn xuống đi nhanh lên. Đấy, được rồi này. Ui, rơi rồi các bạn ơi.